xin chào tất cả quý vị. Thịnh Nguyễn đang có một mặt ở bến tàu của khu vực bãi biển Hawaii. Một bãi biển này được đặt tên này thì theo một số cái nguồn tìm hiểu của Thịnh Nguyễn thì vào khoảng năm 1993 thì lính Mỹ có ở đây một khoảng thời gian. Chính vì điều này nên người ta mới gọi bãi biển này là bãi biển Hawaii. Và khu vực này thì quý vị sẽ nhìn thấy được những bãi tắm rất đẹp. Kèm theo đây dường như là một đại công trình. Quý vị nhìn thấy một vòng thì sẽ thấy rất là nhiều công trình đang được xây dựng ở thành phố biển Sihanoukville này. Ngày hôm nay Thịnh Nguyễn sẽ cùng với đoàn đi khám phá một lần nữa trở lại với quần đảo Kurong Salem với cái tàu Cambodian Island Spell Ferries này. Vâng, và còn đây thì quý vị đang nhìn thấy khu vực của bãi biển kế với khu vực của khách sạn Independence, một trong những khách sạn 4 sao với view rất đẹp. Và đây là một cây cầu đặc biệt. Theo người dân địa phương nói đây là cây cầu bắc qua đảo Rắn. Trước kia được chủ đầu tư là một tỷ phú đô la người Nga đầu tư xây dựng. Đây, quý vị đang nhìn thấy. Và xa xa đó là những cái quần đảo nằm ở khu vực của thành phố Sihanoukville. Ngày hôm nay Thịnh Nguyễn sẽ đặt chân đến với lại khu vực của đảo Kurong Salem để cho các du khách được tắm biển, ăn trưa, tham gia chương trình Beauty Meeting và sau đó trở về lại thành phố Sihanoukville. Còn phía xa bên kia đó là cầu cảng của khu vực cảng biển Công Mông Sơm, một trong những cảng biển lớn và duy nhất của đất nước bạn Campuchia. Bây giờ Thịnh Nguyễn mời quý vị cùng với Thịnh Nguyễn lên và ngắm nhìn phía bên trong tàu để mình có một cái cảm nhận khi quyết định đến với những chuyến đi đến với thành phố biển Sihanoukville của đất nước bạn. Đây quý vị bắt đầu đã đến với bên trong là ngắm nhìn nội thất. Chào em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị những clip tiếp theo để giới thiệu về hành trình khám phá khu vực đảo Kurong ở đất nước bạn Campuchia.